Rồi, em Thắng xin kính chào cái bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên, xin em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua ha. Thì hôm nay Thắng tiếp tục về đường mít thằng bãi anh em, chung soạn ra vệ sinh. Anh em mình xem món nào phù hợp với mình thì mình chốt cho em. Đồ này thì nói chung là đồ đẹp em vệ sinh nha anh em. Thì anh em mình cứ xem ha, phù hợp với mình thì mình chốt cho em. Bên em thì vẫn như hình thức cũ ha, có hai cái hình thức giao dịch, chuyển khoản thì em bao ship. Ship code thì mọi người vui lòng mình gửi thêm cái phí vận chuyển cho bên giao hàng giúp em nha. Rồi cái mã số đầu tiên trong một clip này thì em vào cho mọi người một cái lưỡi cưa Osuki. Cái này lưỡi này còn rất là mới nha anh em. Dòng này là Osuki Noko. Lưỡi của mình là lưỡi 3 tắc ha, 300mm. Lưỡi này nó còn rất là bán nha anh em. Nó bán ngót luôn, gần như là mới á. Tại vì về chung với những cái bao hàng nên là nhiều khi để lâu á nó có những cái vết lắm rỉ ha, nhưng mà còn rất là mới nha anh em, lưỡi gần như là chưa xài luôn ha. Đó anh em mình xem cái phần rang này em quay kỹ cho mọi người này. Thế anh em mình có cán là mình tra vào mình sử dụng, không có thì mình chế cán ha. Dòng cưa Osuki này thì nói chung là rất là chất lượng, độ dài phần sóng cũng như là chất lượng lưỡi cưa này nó rất là ngon nha. Thì anh em thích cái lưỡi cưa Osuki này, mọi người mình chốt giúp em mã số là C1 giúp em nha. Cái lưỡi này em để giá là 120.000 C1 ha. Đây, lưỡi cửa siêu kê này 120 nha mọi người, C1. Tiếp theo C2. C2 thì em có một cây cưa của Somat ha. Somat. Cái cưa này thì nó sẽ gắn được là hai loại lưỡi. Hiện tại lưỡi đang sử dụng trên phần cưa này là lưỡi dài 25 cm. Còn nếu mà anh em mình dùng loại lưỡi 30 á thì mình sẽ mở cái ốc này ra và mình sẽ kéo vào cái lỗ tâm lỗ này thì nó sẽ dài ra ha. Về hình thức, đây là cái tổng quan về hình thức bên ngoài. Anh em mình xem giúp em ha, em Thắng và chậm chậm để mọi người xem, tại vì những cái hàng này là hàng đã vệ sinh là nhiều khi là giá thành nó cao. Mấy ngày hôm nay không có hàng thì em bán hàng thanh lý thì nó rẻ. Còn những hàng này là mặt hàng lựa chọn nên là nhiều khi là nó mát hơn ha. Rồi cái con cưa Somat này mã số là C2 giúp em nha. C2 cái con cưa Somat này em để giá là 150.000 ha. Mã số là C2 giúp em, 150 ha. Tiếp theo C3 em về được một cái cây silicon mới này nè. Cây này nó mới hơn cây trước ha. Cây này còn khá là đẹp đó, nên mình thích cái vẻ bề ngoài thì mình chốt con này ha. Con này thì ngoại hình nó còn khá là ngon ha. Thương hiệu của mình là Tajima, màu sơn của mình màu vàng đó. Hình thức còn đẹp nha anh em, từ vỏ đồ này nọ nè, tay cầm còn khá là ngon ha, Tajima nên không. Đó, đây mình sẽ nhấn lúc này vô ha, mình sẽ kéo ra. Cái này thì hình thức nó đẹp, giá nó cao hơn, nó nhỉnh hơn sà thông thường một tí ha. Bóp đồ rất là ngon nha anh em. Ha, nghe nhàng. Vừa hàng của thằng Tajima này là thì nói chung là rất là chất lượng rồi. Cái dòng này là cái dòng thông thường, anh em mình ra mua Charlie Silicon thông thường ở ngoài tạp hóa mình cửa hàng mình dùng thôi nha. Con này còn đẹp, giá 200 giúp em nha. Đó, hàng đẹp 200.000. Đó. Mã số là C3 200. C4 thì cái này cũng vậy thôi, nhưng mà cái này hình thức thì nó cũ hơn một tí. Đó, nên mình không có quan trọng cái ngoại hình lắm thì mình sẽ chốt con này, nhưng mà cũng còn rất là ngon nha anh em. Màu vàng rồi này nọ nó cũng còn khá là tươi này. Nhắn vào này, kéo ra ha. Bán nãy rồi, nói chung là rất là ngon nên mình an tâm mua về mình xài trong nhà trong gia đình rồi ha. Rồi anh em thích cây súng bán keo của thương hiệu Tajima này, mọi người cho giúp em mã số là C4 ha. Rồi cái súng bán keo của Tajima này thì em để giá là 150 ha, 150.000, mã số là C4 giúp em ha. Tiếp theo C5, em có một cái cuộn thước dây 50m còn khá là đẹp nha anh em, của anh Tajima luôn nè, một cái thương hiệu nói chung là rất là lớn của Nhật ha. Cuộn này 50m. Về hình thức bên ngoài thì nói chung là đầy đủ phụ kiện, từ tay quay cho tới là tay cầm đồ này nọ là còn ngon lành hết, không có bị tóc tài gì hết ha. Đó, bên ngoài nó cũng còn rất là láng đẹp ha. Đây có hai mạch số đo, bên này là chữ số màu trắng ha. Đây chữ số màu trắng này Tajima này, làm theo tiêu chuẩn Z cấp 1 này ha, CS đời cũ ha. Đó, và mạch bên số bên nào là chữ số màu vàng, nên nó sẽ có hai mạch nha anh em. Anh em mình dùng cái mạch nào mình dùng đó, hai mạch ha. Và cuộn này thì anh đã kiểm tra hết rồi, dây nhựa đồ còn rất là ngon, rất là đẹp ha. Đó, nên mình yên tâm mua về mình xài.
Thì anh em thích cái cuộn thước Tajima 50m này, mọi người mình chốt giúp em mã số là C5 giúp em nha. Cuộn này 50m còn rất là đẹp luôn nha mọi người. Cuộn này em để giá cho mọi người là 380.000, mọi người chuyển khoản thì em bao ship luôn. Còn ship code thì cái phí của mình tầm khoảng là 15.000 ha. C5 ha, 380. Tiếp theo C6 em có một cây cưa nữa nè anh em. Đó, cái cưa này cũng có vỏ, mà cái vỏ này thì nó cũng có hơi bể tí nè. Cái này thì anh em mình dán keo lại. Ủa, cái này nãy nó tăng vỏ vậy luôn rồi. Bể hả? Sao nó cầm cong đây. Cái này á thì anh em mình về mình rất là dễ thôi, mình muốn để mà mình về mình dán keo lại nha, tại vì gỗ này nó bị tét ngay chỗ này nè, nó rất là cứng nha anh em. Biết là hồi nãy đi bãi thì về nó mới thái, nhưng mà chắc là để bị kênh rồi đó, về anh em mình cũng lại thôi. Còn cái lưỡi này thì nó là một lưỡi mới chơi xài luôn đó, đây của Nhật nè, logo một chữ nè. Con này thì lưỡi của mình là nó dài 2 tấc 7, 3 tấc gì đó, để em lấy thước em đo luôn cho chắc. Đây, con này thì lưỡi của mình nó dài tới là 3 tấc luôn anh em. Này 30cm ha, rất là dài. Cái vỏ gỗ thì anh em mình về mình dán lại giúp em nha. Đó, mình dán lại. Đó. Này sáng em mua cũng cao, mà giờ nó cái vỏ như thế này thì cũng bán rẻ cho anh em về dùng, mình xử lý lại ha. Đó. Trong khóa đồ ngon lành ha, vì anh em mình có thể quấn lại thôi. Ha. Quan trọng là cái chất lượng của lưỡi cưa còn khá là ngon ha. Rồi cái cưa này em để giá là 150.000 nha. C6 giúp em ha. Cái cưa vỏ gỗ C6 150 ha, cái vỏ nó có hơi tét như thế này ha. Rồi tiếp theo. C7. Em có một cây cảo nha anh em, cây cảo này là cây cảo cây gốc. Đó, anh em mình thấy mình có thể mình chỉnh được góc độ rất là nhiều, và cái này là lợi hại cái là anh em mình có thể điều chỉnh được nhiều góc ha. 0 này 15, 30 này 45, 60, 75, 80 này, đó. Anh em thấy không, có thể mình cây được rất là nhiều là góc ha, mình có thể mình mở cái này ra thôi. Đó, mình mở cái dòng ốc này rồi mình chạy ha. Mình chạy mình kẹp, mình ke mở ha. Đó, cái dòng này nó rất là hay ha, dùng trong gia đình. Còn anh em mình nè, đây đó. Cái này thì cũng kẹp được cái này đó. Cái góc thì anh em mình một cái dụng cụ cây góc nha, cái này cũng ngon nha anh em. Nó là bằng hợp kim nhôm, hợp kim nhôm nha đó. Thì cái con cây góc kiểu dáng này em để giá 180 nha anh em, còn rất là mới đẹp ha. Cái con góc chia độ đây anh em mình hàng điều này nọ nè, ok ha, cái này chia được độ luôn á ha, chia được độ luôn. C7 ha, 180. C8 thì cái này là nó kẹp góc vuông nè, đó, tôi kẹp góc vuông thôi, nó là anh thiết kế kiểu như này thì anh em mình hay dùng cái góc vuông để mình hàng, mình ke gỗ đó nè, đó thì mình chốt cái này ha. Con này của Somat Japan nè, cũng bằng nhôm luôn nha anh em. Này cũng của Somat Japan nè, bằng nhôm. À, cái này em để giá 120 nha. 120.000. À, cho cái con này ha, C8 ha. Đây. C8 con này của Somat 120, chỉ ke được góc vuông ha. Rồi, C9. C9 thì một cái kìm móc quả của Lotte anh em, cái này cũng khá là mới ha, màu xanh của mình là màu xanh da trời này, cũng mới tinh luôn ha. Đó, đây, trang non thế nào rất là đẹp, anh em mình sưu tầm cũng được. Đó, hàng của lương thiên hiệu hãng Lotte hiệu tâm hầm này. Đó. Đây. Rang cỏ đồ nói chung là còn khá là đẹp nha mọi người. Đó, nên mình thấy mình có thể mình xài tích thằng đẹp ha. Thiết kế kiểu của mình là rang măng cá này, là trượt đồ này nọ thì nói chung là kịp rất là chát ha, rất là chát luôn. Dạ 25 sen. Đó, rất là ngon, rất là đẹp. Thì anh em thích cái con kìm mối quả của thương hiệu hãng Lotte hiệu tâm hầm này, size 250, mọi người mình chốt giúp em mã số là C9 giúp em nha. Cái này còn mới đẹp quá, 180 ha. C9 180.000. Tiếp theo C10. Mọi người là một cây mỏ lít ngang này anh em, đó, trắng non trắng nà đẹp kinh luôn ha. Đây, còn rất là đẹp nha mọi người, Japan nè. Đó, nên mình thích thằng đẹp thì mình chốt những cái này thì người ta gần như là nó còn mới nè. Đó anh em ha, mua ngầm được cũng mới tin nha. Mua về mình sưu tầm nha anh em, size 250, cái này là mỏ lít ngang đến nên mình kẹp mở ống nước rồi này nọ nè. Mỏ nước, đó, mỏ lít ngang ha. Thương hiệu Sankey, cái này thì anh em mình sưu tầm được nha, nó mới tin nha. Đó anh em ha, nó mới tin mới càng Japan à. Đó. Mưa ngầm đó anh em nhìn rất là đẹp luôn, những cái nào là phù hợp cho anh em mình có nhu cầu mình sưu tầm. Đó, hàng đẹp, hàng mới ha, của thương hiệu Sankey, size 280 ha. Rồi con này nó còn rất là đẹp luôn, mọi người mua về mình có thể mình sưu tầm, mình thích hàng đẹp ha. Thì con này em để giá là 280 nha anh em, 280.000 này, tiền nào của nấy thôi. Hàng đẹp đồ này nọ thì giá nó cao,
Còn hàng thanh lý thì như em bán một combo 3-4 kg thì nó có 100.000. Ha, C10 con này 280 này, ha, còn mới tinh này. Tiếp theo C11. Con này cũng vậy nha. À, cùng một khoảng nhưng mà con này là hình thức là cái môi nó có xài hơn con kia. Đó 280. Nhưng mà cũng còn rất là đẹp nha, mọi người xem cái tổng quan hình thức này. Đó, đẹp thì em nói đẹp thôi. Chung là không có đẹp che một xấu che ra khoe đó. Đẹp khoe xấu che, cái này thì không có sau qua dạy này anh em này, đó. Đây, cái này thì hình thức thì người ta đã có sử dụng rồi nên em thấy nó có những cái vết loe loe nhẹ trên phần môi ha, nhưng mà còn sử dụng còn rất là ngon nha mọi người. Tiền nào có nấy, mình muốn siêu tầm thì mình chốt con kia, còn muốn dùng thì mình chốt con này. Hai con này thì hình thức đều bóng bảy còn đẹp hết ha. À, em quên nói cái độ mở ngàm thì con hai cái con này nó đều là size 280 và cái độ mở ngàm của mình nó mở được là 7 cm ha. À, rồi con này thì hình thức là người ta đã có xài rồi thì con này em để giá là 230 này, 230.000 đó, nhưng mà còn rất là đẹp nha anh em thấy được xì rồi còn rất là đẹp. C11 230. Theo C12, C12 em có một cái sủi của thương hiệu Tajima nữa nè anh em. Đây Tajima made in Japan nha. Thì cái Tajima này nó cũng có nhiều hãng, nó gia công nhiều nước. Cái này nó được gia công trực tiếp tại Nhật luôn nè, made in Japan luôn ha. Đó, vì cái lưỡi dao này thì anh em về có thể mình thay cái lưỡi mới mà mình xài. Đó, một chốt rất là đẹp ha. Đây hình thức cũng rất là ngon nha mọi người, thương hiệu Tajima. Đây con này nó dài được là 30 cm nha, dài được 30 cm. Con này em để giá là 160.000. Mã số là C12 giúp em ha, 160.000 ha. C12 160. Theo C13 là một cái bộ dũa anh em. Một cái bộ dũa 4 cây của Nhật ha. Cái này nó còn rất là đẹp luôn, gần như là 4 cây dũa này nó chưa có sai. Thì cái hãng của mình là hãng cái bình này, logo của Tsubosan anh em. Hàng nội địa Nhật rất là ngon ha. Đó. Thì thông số của 4 cây này á thì tổng chiều dài của mình đo được từ đầu tới đuôi là được 21 cm ha. 21 cm. Thì hình thức của mình là nó sẽ gồm có một cây dũa tròn, một cây dũa hình vuông, một cây dũa hình tam giác và một cây dũa hình bán nguyệt ha, 4 cây. 4 cây dũa này nói chung nó còn mới tinh hết, anh em mình yên tâm mua về mình xài nha. 4 cây này nó còn mới tinh chưa xài. Rồi 4 cây này em để giá cho mọi người mã số là C13 ha. C13 4 cây này 100.000. À, chưa có xài mới tinh ha. C13 này 100. C14 thì em có hai cái cuộn chị hàng này mới tinh chưa xài luôn, còn trong cái bao ni lông luôn nha anh em. Đó, những cái cuộn này là anh em mình mua ở ngoài nó cũng rất là mắc tiền. Thì cái cuộn này là 200g nha anh em, 200g thôi nhưng mà chị chưa xài nha. Đó, còn trong bao bì luôn này nó chưa có xài luôn. Đó, anh em mình yên tâm về chất lượng mình dùng ha, của thương hiệu hãng Hozan Japan nè. Thì sợi dây chì này nó có để thông số là sợi dây chì của mình là sợi dây chì 1 ly. À, tổng trọng lượng là 200g ha, và nó có 60% là cái gì nè. Những cái dòng chì của Nhật á là nó có nhựa thông nên là cái vết hàng của anh em nó rất là sáng bóng nha. Và cái cuộn này nó chưa có xài nữa, 2 lạng nhưng mà nó chưa xài nha. Những cái này là giá mới anh em mình mua bên Nhật nó cao lắm ha. À, còn nguyên zin luôn này chưa có xài. À, thì cuộn này em để giá 200.000 ha. Cho cuộn 2 lạng này. Hàng mới chưa xài, chứ còn ví dụ mà người ta xài rồi thì những cái cuộn này 2 lạng em bán tầm có 100 mấy thôi. Còn cuộn này nó chưa xài, nó còn nguyên zin bao bì luôn này. Đó. Chưa có xài cái nào hết ha. C14 200 thì cái loại này em có 2 cuộn ha, 2 cuộn nó như nhau thôi, anh em mình cũng an tâm, không có cuộn nào như cuộn nào. Hàng bãi thì nhiều khi nó cũng có rất rất phần bao này sơ sơ thôi nhưng mà chưa có xài ha. Thì cứ cuộn 200.000. Đó, 2 lạng ha. Hôm trước là cái hàng em bán của hàng cốt, hàng mới có 1 lạng thôi mà đã bán 180-200 rồi. Còn cái này hàng 7, 2 lạng 200 ha. C14 ha, một cuộn này 200.000. C15 là một cái kìm tút dây điện. Cái này thì nó rất là ngon ha, hệ số của mình là hệ số D hay sao á ha, hệ số D của mình là nó tút được dây tới là 8 chấm nè anh em ha. 8mm nè. Thì thông số tút của mình là gồm có là 1.25 nè, 2 nè, 3.5 nè, 5.5 và lớn nhất của mình là 8 ly. Đó. Lớn nhất của mình là 8 ly ha. Những cái dòng này thì anh em mình an tâm mình mua về mình xài ha, còn rất là ngon. Rất là đẹp ha, và thương hiệu của mình là thương hiệu hãng Marvel Made in Japan nha. Cái dòng hệ số D này thì nói chung lâu lâu mới có nha anh em, tuốt cái lỗ tới 8 mm này lâu lâu mới có.
Thì anh em thích cái cây kìm tút da này mọi người cho giúp em C15 ha. Con này em để giá là 270.000. Ha, C15 kìm tút da hệ số D ha. 270. C16, một cây cái kéo cắt tôn của Mitsubishi. Cái này thì lưỡi đẹp nhưng mà cái phần trên này thì nó có hơi bị tróc xi. Lý do mình để bãi lâu ngày quá nó va chạm rồi nó tróc xi ha. Thương hiệu của mình là thương hiệu hãng Mitsubishi, vỏ màu đen. Nó có những cái vết trài ngay vỏ này nọ này. Nhưng mà về cái chất lượng thì anh em mình an tâm ha. Anh em mình sẽ xem phần lưỡi. Phần lưỡi còn rất là đẹp luôn, không mẻ không râm. Và size của mình là size 250. Thì anh em thích cái con kéo cắt tôn này, ngoại hình nó không được đẹp nên em để giá cho mọi người là giá 7 luôn, 160.000 ha. C16 ha, 160. C17. Em có một cây cỏ bạch đạn mới làm ra này anh em. Hệ số của mình là Super G6 nha. Dòng này là cỏ G6 này, bự nha. Thì nhỏ nhất của mình là G3, tiếp theo đó là G4 và tiếp theo nó là G6 mà các em đang giới thiệu cho mọi người đây. Thì hình thức thì em cũng đã có vệ sinh nên anh em thấy nó cũng có tróc cái phần xi đen đen như thế này ha. Thương hiệu hãng Super này thì rất là nổi tiếng, thì anh em mình có thể lên Google mình gõ Super G6 ha, nó sẽ ra cái kích thước cũng như là thông tin ha. Nó rất là dài luôn này, cái càng nó dài tầm khoảng găng tay của em rồi nè anh em, nó ha. Cái càng không mà nó đã dài găng tay rồi, nói chung là em vệ sinh trơn tru hết rồi. Anh em mình an tâm mua về mình xài nha. Thì anh em mà thích cái con cẩu G6 này ha, G6 là nha mọi người, rất là bự. Con này em để giá cho mọi người là 500.000 ha. C17 ha, cái cẩu G6 này giá 5 xị ha. C17 500. Tiếp theo C18 có một cây quay taro của Đức nha. Này, cây quay taro của Đức này, made in Germany này. Đó, alloy steel là thép, tất cả bằng thép ha. Đó, đây, tạch ha. Đó, quay taro tự động đảo chiều gạt xuống. Đó, em ha, rất là êm nha anh em. Đó. Rồi anh em muốn thay mũi đúng không? Mình sẽ di chuyển về cái mức giữa. Đó, là lúc nào là sẽ đứng lại ha. Đó, anh em mình mở ra mình thay mũi đâu này nọ nè. Đó ha. Rồi anh em thích cái cây quay taro, cái này là của Đức nha anh em, made in Germany nè. Hàng của Đức đàng hoàng ha. Mọi người cho giúp em C18. Hôm nay em để giá cho mọi người 180.000 thôi. Hàng của Đức ha. C18 180. C19. Một cái cây mỏ lít rang siêu nhỏ, cái dòng này là nhỏ nhất rồi, size 150 ha. Cái dòng mỏ lít rang này là nhỏ nhất rồi anh em. Đó, 150 thì cái ngàm của mình nó cũng mở cũng rộng nha anh em, nó mở lên đến là được 4 sang á, là 36 và 7 ly á, mở ốc cũng rất là bự. Dòng mỏ lít rang nhỏ nhỏ ha, anh em mình sưu tầm cho đủ bộ hoặc là mình thích cái dòng nhỏ nhỏ mình mở ha. Mini rất là dễ thương. À, đây. À. Mitsubishi anh em, của Mitsubishi ha. Thì anh em thích cái cây nhỏ này đó, nó dài có 15 sen thôi, chưa được găng tay, nó rất là nhỏ nhắn xinh xắn. Anh em mình mua về mình sưu tầm mình mới nhắn ốc nhỏ nhỏ cũng được. Cái này em để giá là 100.000. C19 ha. 100. Tiếp theo có mấy cái thùng lên anh em, mới bỏ của nãy quên chụp hình. C20, một cái lưỡi rìu anh em, lưỡi rìu rất đẹp ha. Đó, anh em mình về mình tra cá mình dùng thôi. Đó, còn luôn những cái sọc đồ này nọ em thấy không? Đó, người hàng nguyên zin ha, mới lao chùi thôi. Đó, còn rất là đẹp. Rồi cái lưỡi rìu này thì cái phần bản lưỡi này là được 11 sen. Phần chiều dài phần này là được 13 sen. Phần này là được 4 sen ha. Để anh em thích cái lưỡi rìu này mọi người cho giúp em C20 ha. Rồi cái lưỡi rìu này em để giá là 200.000. C20 ha, 200. C21. Một cái mũi khoan tháp anh em. Đó, đây. Cái phần tráng tráng là người ta đã có dùng đó anh em. Nhưng mà anh em thấy mũi đầu góc cạnh nó còn ngon lành ha, mũi quan tâm. Thì cái số của con này là thông số như sau. Nhỏ nhất của mình là mũi khoan 4 ly này, rồi tới 6 này, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 và lớn nhất của mình là phi 22. À, chui của mình là HSS, là anh em mình dùng để khoan xét khoan đồ ha, CO. Và cái chui của mình là chui 6.35 nha. Chui 635. Rồi anh em thích cái mũi khoan tháp này C21 giúp em nha. Rồi cái mũi khoan tháp này em để giá 1 xị 100.000 ha. C21. C22 em có một cái đầu 6.35 nữa và chuyển ra làm cái này là 3/8 nha, đường kính là 9.5. Đó. Từ 6.35 này ha, chuyển về đi bán khẩu 3/8 đường kính 9.5. Rồi cái đồ chuyển này em để giá là 80.000. Đó. Anh em mình chuyển đi mình bán ha. C22 80. C23. Đây có mấy cái đầu bán ốc nữa nè anh em. Nay về được mấy cái đầu bán ốc nữa nè.
lớn có, nhỏ có, to có, bự có ha. Rồi đầu tiên thì em có một cái đây là cái đầu nhỏ. Nào này của thằng vừa sale ha, và nó bán ốc 13 ly. Cái này là dành cho anh em mình bán những ốc ngắn, ốc loài bên ngoài ha. Nên là nó thiết kế kiểu ngắn nha anh em. Bán ốc 13 ly của vừa sale. Rồi cái đầu bán 13 ly của vừa sale này em để giá là 70.000. C23 nha. Con này giá 70. Đó. Rồi C24 nếu mà anh em mình thích cái loại dài thì mình chốt con này. Cái này là ống nó dài ha, ống nó dài hơn. Đó. Cũng 13 ly luôn, cũng của hãng vừa sale luôn nha anh em. 13 ly cũng của hãng vừa sale luôn nè. Đó, còn tem còn đồ luôn, chui 635 thì cái loại ống dài này thì nó mát tiền hơn một tí. Con này giá đó, của mình là 90.000. C24 ha, của vừa sale của Nhật nha anh em. Đó. Mã số là C24 90. C25, cái đầu này của hãng Top. Con này thì nó bán ốc 19 ly ha. Đó, bán đầu ốc 19 ly và đầu của mình là đầu 6 cạnh, chui 635. Rồi cái con này em để giá là 90 luôn, mã số là C25. C25 90.000. Tiếp theo C26. C26 thì đem qua ở đây, còn một cái đầu bán nữa nè. Con này của Sơn Cai nha anh em, cũng 19 ly luôn. Con Sơn Cai này thiết kế nó kiểu nó hàng như thế nào là rất là chắc luôn nha anh em, nó hàng nguyên kiện luôn nè đó. Nên là anh em mình không có sợ nó tuôn. À, một khi mà nó đã tuôn thì nó xác định là nó bị gãy ha. Nên là cái con này rất là ngon, chui 6.35 luôn. Của Nhật ha, thương hiệu Sơn Cai này, bán ốc 19 ly, đầu 6 cạnh luôn. Rồi con Sơn Cai nguyên khối này em để giá là 100.000. C26 ha. C26 cái đầu bán này 100. C27 là một cái mũi khoan của Nachi. Đây một cái mũi khoan của Nachi nè anh em. Cái đầu này là chui 6.35 ha. Ha nè, chui là 6.35 và đầu ra đầu bán của mình là đầu bán 10 ly. Rất là ngon đấy, nên mình dùng cho máy bán này, chui 6.35 nha anh em. Đó, và đầu ra của đầu 10 ly. Thì anh em mình thích cái mũi này. Mọi người chốt giúp em mã số là C27. Mũi khoan của mình là 8.000. Ha. C27. 80 ha. Nó bị lát anh em. Rồi ta sẽ clip phòng đây và em sẽ tiếp phòng 2 ha, tại vì nó lát rồi nó không nói được em.